Dương Mịch và dàn mỹ nhân showbiz chuyển mình mạnh mẽ khi lỡ một lần đò. Sau khi trải qua một lần lỡ đò, dàn mỹ nhân showbiz này đều có một hướng đi cho riêng mình. Có người tiếp tục đứng lên và gây dựng sự nghiệp một cách vẻ vang, nhưng cũng có mỹ nhân lại dậm chân tại chỗ khiến người hâm mộ tiếc nuối. Triệu Lệ Dĩnh. Vốn dĩ đó là một mối tình đẹp của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Thời điểm công khai hẹn hò, cả hai nhận về khá nhiều sự ngưỡng mộ và ủng hộ từ khán giả. Tuy nhiên cách đây không lâu, cả hai nghệ sĩ đều tuyên bố đã được ai nấy đi trước sự ngỡ ngàng và nuối tiếc của người hâm mộ. Nhiều người suy nghĩ sau ly hôn, phụ nữ sẽ trở nên yếu đuối. Thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại là một mẫu hình mới, đi ngược với hoàn toàn so với nhiều người khác. Nữ hoàng Brighton bắt đầu chuyên tâm vào công việc, tích cực tham gia vào các chương trình truyền hình, làm người đại diện cho các nhãn hàng, đóng phim. Sự trở lại này của Triệu Lệ Dĩnh nhận về khá nhiều sự ủng hộ từ công chúng, không chỉ tinh thần khởi sắc mà nhan sắc của bà mẹ một con ngày một lên hương. Diêu Thần. Diêu Thần chắc hẳn là cái tên không quá xa lạ đối với khán giả hâm mộ màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên được đánh giá cao về ngoại hình lẫn diễn xuất, thế nhưng ở thời điểm sự nghiệp đang trên đà phát triển rực rỡ thì cô nàng bất ngờ kết hôn với Lăng Túc Tiêu. Tưởng chừng cả hai sẽ có cuộc sống gia đình đầy hạnh phúc, nhưng chẳng lâu sau đó cả hai tuyên bố ly hôn. Sau ly hôn, người đẹp nhận ra bản thân cần cố gắng và mạnh mẽ nhiều hơn nữa. Diêu Thần tập trung vào sự nghiệp và gặt hái được rất nhiều thành công, trong đó phải kể đến tác phẩm Vòng Quay Hạnh Phúc lọt top 5 phim truyền hình có lượt xem cao nhất nửa đầu năm 2019. Dẫu trải qua một lần đổ vỡ nhưng người đẹp đã tìm được một bến đỗ mới. Người hết sức yêu thương vợ và con ở hiện tại là đạo diễn, nhà quay phim nổi tiếng Tào Úc. Thời điểm hiện tại, dù đã ngoài 40 tuổi, nhưng người đẹp Diêu Thần vẫn giữ được vẻ ngoài nổi bật và quyến rũ, khiến bao người trầm trồ. Dương Mịch. Giới truyền thông Trung Quốc từng tốn không ít giấy mực cho cuộc tình của Dương Mịch và Lưu Khải Uy. Về chung một nhà và đã có một tiểu công chúa gạo nếp, nhưng người ta chẳng mấy khi nhìn thấy cặp đôi ngọt ngào như thuở mới yêu. Cuộc sống hôn nhân đầy kín tiếng, thế nhưng lúc chia tay lại ồn ào, đã khiến cặp đôi gặp không ít rắc rối. Hậu ly hôn, mỹ nhân Dương Mịch nhận phải hàng loạt chỉ trích vì quá tham công tiếc việc, liên tục chạy show, bỏ bê con gái. Mọi công việc chăm sóc con đều phải dựa vào Lưu Khải Uy. Tuy nhiên trước những ồn ào của giới truyền thông, bà nội thiên hạ vẫn giữ im lặng. Hiện tại sự nghiệp của cô vẫn phát triển mỗi ngày, phim mới chiếu Học Cho Phu Nhân của Dương Mịch cũng nhận về nhiều thành tích. Giả Tình Văn. Sau thành công vang dội của bộ phim Ý Thiên Đội Long Ký năm 2003, đã đưa tên tuổi của người đẹp Triệu Mẫn, Giả Tình Văn lên một tầm cao mới trong làng giải trí. Tuy nhiên khi ở độ chín của sự nghiệp, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố sẽ tạm dừng các hoạt động quảng cáo hay đóng phim để lên xe hoa và dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Tuy nhiên hạnh phúc cũng chỉ được hơn 3 năm, cả hai nói lời chia tay. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mẹ chồng và nàng dâu. Cuộc ly hôn diễn ra trong một thời gian kéo dài một năm và tốn không ít giấy mực của báo chí. Sau tất cả, Giả Tình Văn nhận được quyền nuôi con, không màng đến tài sản. Cô trở thành nhân vật tiêu điểm chỉ trích của dư luận và giới truyền thông. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn sau ly hôn, nàng Triệu Mẫn đã thực sự trở lại. Cô ghi điểm trong mắt người hâm mộ bằng một diễn xuất đầy thực lực trong những bộ phim tham dự. Bạn nghĩ như thế nào về dàn mỹ nhân lỡ một lần đò ở trên? Cho chúng tôi biết thêm ý kiến với nhé!